có cái trận nào mà mình đấu mà mình thua mà nó có những cái ấn tượng làm cho mình không có thể quên được không? À, chắc có lẽ là cái ấn tượng mà lớn nhất trong cuộc đời của em là kỳ SEA Games cuối cùng mà Hoa tham gia, đó là 2017. Mình để tuột mất cái huy chương bạc. Chỉ được cái huy chương đồng. Huy chương đồng. Dạ, à, tụi em thua Indonesia. Lúc đó thì lực lượng của Indo rất là mạnh. Bên cạnh đó thì đội bạn cũng có một số tay đập là rất là mạnh. À. Gần giống như Nam luôn á chị. Nhưng chỉ có chiều cao là thấp hơn Nam thôi. Thế là tụi em cũng có thể một phần gì đó chủ quan nên là để tuột mất. Thì đó cũng là khép lại cái sự nghiệp bóng chuyền đỉnh cao của em. Nếu mà là huấn luyện viên thì trước tiên mình tâm huyết với nghề thì mình mới truyền được hết cho các em được. Còn nếu mà mình không có tâm huyết với nghề thì chắc mình cũng không có động lực để mình truyền lại cho các em. Cái lớp học mình là bao nhiêu người, hiện tại có bao nhiêu học viên? Em thì hiện tại là trên 10 người, 10 em ạ. Cái đối tượng học viên của em á, lứa tuổi là từ bao nhiêu đến bao nhiêu? Hiện giờ em đang quản lý là lứa tuổi từ khoảng tầm 12 đến khoảng 17, 18 tuổi rồi chị. Wow, cái tuổi này là cái tuổi chướng, dạ, cái tuổi rồi. Khó, đúng không? Ví dụ ngày xưa em thì là dưới quê lên cuộc sống mình khó khăn, đâm ra mình lên một cái môi trường mới, mình thấy nó lung linh rồi mình mê. Nhưng mà các em bây giờ thì á, là cái đời sống kinh tế nó cũng khác xưa, nó cũng văn minh hiện đại hơn xưa. Mà ở cái tuổi này là cái tuổi bạn nào cũng có cá tính riêng. Thế thì em để mà em điều khiển được, làm chủ được trong một cái lớp mà có nhiều em như vậy thì nó gặp những cái khó khăn gì? Khi mà muốn các em trở thành một khối tập thể mà vững mạnh thì em cái điều đầu tiên em cần và em trao dồi cho các em đó là sự thông cảm. Tại vì ở phụ nữ với nhau mà khi mà chúng ta không có thông cảm với cho nhau, hở tí rồi ganh tị nhau là không được. Thứ nhất là mình phải truyền đạt được và mình chỉ được các em ở cái điều đó. Thứ hai là phải có đoàn kết. Cái này khó lắm, đâu có dễ. Khi mà mình thấy được một cái biểu hiện nào đó tiêu cực là mình phải nhắc liền chị ạ. Thường á, các bạn hay có mâu thuẫn là những cái lời ăn tiếng nói nó không có được hợp lý cho lắm á chị. Nhiều khi nói nặng nói nhẹ thì nếu mà các bạn không có để ý thì nó sẽ thành một cái câu nói rất là nặng. Còn nếu mà mình thông cảm cho nhau thì nó sẽ rất là đơn giản thôi. Xã Hoa thì hiện là đang công tác ở Long An và cũng làm cùng nghề với Hoa luôn. Hoa cũng là đang huấn luyện cho đội tuyển nữ, còn Hoa thì làm đội tuyển trẻ. Thì thế thì hai vợ chồng cũng cùng một ngành ra và cùng vào trường cùng năm luôn á chị. Là hai vợ chồng em vào cùng năm và học cùng một trường luôn. Và anh cũng là bóng chuyền luôn hả? Dạ, anh. À, coi như là ảnh mình bóng chuyền nam, mình là bên bóng chuyền nữ. Dạ. Nếu vậy gọi là thâm niên là coi như cũng ngang ngửa nhau. Dạ đúng rồi ạ. À, dạ. Rồi làm sao mà cái điện nó xẹt giữa hai bạn là từ lúc nào vậy? Không hiểu sao nó tự nó đến thôi chị. Em và ông xã em hàng ngày gặp nhau rất là nhiều chị. Trừ khi là chắc có thể là từ khi là đi ngủ thôi. Chứ còn sáng đi tập thì cũng gặp nhau. Tại vì tập cùng một sân. Ủa, khi đi ngủ là hồi đó là ngủ riêng cho nên là không gặp nhau. Tự nhiên tôi đang giật mình. Sao hai vợ chồng mà hàng ngày gặp nhau suốt, chỉ có đi ngủ là không gặp nhau. Là khúc đó là khúc mới có yêu nhau thôi á, phải không? Là cả ngày là gặp nhau suốt như hình với bóng. Đi tập là gặp, đi học là gặp. Ăn cơm tụi em cũng ăn cùng nhau, cùng chung một khu tập thể hết. Vậy là mọi người ở trong trường cũng ủng hộ, biết hết. Dạ đúng rồi ạ. Ở một độ tuổi nhất định là ban huấn luyện sẽ cho phép mình được qua lại. Dạ. Khi em áp lực công việc của em, áp lực thi đấu quá, em cũng không biết giải tỏa thế nào, em cũng kể cho anh nghe và bên cạnh đó thì anh cũng nghe và để cho anh có thể là anh mở cho mình một cái lối đi nó tốt hơn và nó sáng hơn. Đó là cái điều mà nổi trội nhất khi mà hai vợ chồng cùng một nghề ạ. Nhưng mà theo như chị thì cùng một nghề nó cũng sẽ có những cái lúc xung đột, cãi giả, ví dụ trong chuyên môn có không? Hay là trong cái gì đó hai đứa em có xung đột với nhau không? Dạ đương nhiên là phải có rồi chị, tại vì có nhiều cái về chuyên môn hay gì đó thì em thì một ý, thì ông xã em một ý, thì nó không có cùng một ý tưởng, nó không cùng về mục đích được. Ủa là sao? Nó như ông xã em thì đáng lẽ là ông xã em có thể kêu em là em có em bé đi. Đó, nhưng mà em có thể vì cái đam mê của em quá nên là em chưa muốn thì như thế. Ủa, thì giờ là có em bé chưa? Em chưa có, vẫn chưa. Hai có. Hai chồng lấy nhau bao lâu rồi? Em lấy cũng hơn 8 năm rồi ạ. 8 năm rồi? Dạ. Hiện tại là chưa có là gì, em chưa muốn có hay là muốn có mà chưa có được? Trước đó là em chưa muốn có thì và bây giờ hiện tại bây giờ thì em đang muốn có em bé nên là em phải khép lại cái thi đấu của em.